Một thư ký giỏi là phải. Sao giờ này cậu còn chưa ăn cơm? Bây giờ mà không làm ấy thì sẽ không kịp bản báo cáo ạ. Oh no. Cô là nhân viên mới à? Xin chào. Đi theo tôi. Hoàn thành đúng tài liệu này trong chiều nay cho tôi. Không thể làm gấp như thế được. Ở đây tất cả mọi người đều như vậy. Nếu mà cứ lười biếng như cô ấy thì làm gì có doanh số. Mọi người ở đây đều làm việc và không có thời gian ăn cơm. Tôi không quan tâm. Với tôi thì tiền đồ đang rộng mở. Cô có tin là tôi cho cô vào danh sách đen không? Tất cả các công ty sẽ không còn tuyển dụng cô nữa đâu. Anh làm sao? Tất cả mọi người nghỉ ngơi đi. Cô dám? Ai dám nghỉ? Anh đang ở trong danh sách đen đấy. Sếp tổng. Cô. Sếp tổng rất quan tâm đến mọi người. Có một món quà nhỏ dành cho tất cả mọi người. Mọi người hãy lên phòng nhân sự nhận đi. Cần có một ông chủ tốt, sẽ có một cô thư ký giỏi. Trân, em làm người yêu anh nhé. Trân làm người yêu anh nhá. Trân, anh yêu em. Cầm lấy. Anh cũng yêu mến em vì vậy bên ngoài. Nhưng mà em muốn mọi người yêu chính con người thật của em cơ. Dù sao Trân có thế nào đi nữa thì cuối cùng cũng sẽ thuộc về anh thôi nhá. Thế nên là hai chú giải tán đi nhá. Nực cười. Anh. Ôi ôi. Này em ơi, không đùa kiểu thế đâu nhá. Bây giờ em Trang trốn đâu rồi thì bảo anh đi tìm cái. Không anh bận lắm nhá. Đi tìm Trang tí nhá. Thế này nhá. Anh cũng không biết gì đâu. Thế nên là thôi thì có chú cả nhá, anh về trước. Mày quá. Tôi là thư ký cao cấp Trang Trang. Sếp nói, một thư ký giỏi là phải. Alo. Hôm nay cậu không phải làm việc à? Có chứ. Vậy thư ký Trang Trang, cậu tính sao? Cứ yên tâm, tôi sẽ có cách. Ok. Sếp ơi, 1 giờ chiều nay có cuộc họp với giám đốc Lâm. Cô Trang này, tôi đang thấy hơi đau bụng quá, có vẻ không ổn đấy. Chắc là tôi phải đi viện rồi. Mặt đỏ, liên tục đỏ mắt, chắc chắn bệnh này là giả. Em thấy sếp không ổn đâu ạ, để em gọi bác sĩ riêng cho sếp nhá. Ê, thôi, để tôi tự lo được nhá, cô yên tâm. Vội vàng giải thích, giật mình. Em thấy bệnh của sếp nghiêm trọng lắm ạ, sếp mau đi đi. Sếp đi bệnh viện ạ. Phải rồi. Alo. Hẹn nơi chưa? Hẹn hò. Nhớ mang quà nhá. Rồi nhá. Cuộc họp với giám đốc Lâm có thể chuyển sang ngày mai. Còn cuộc họp với giám đốc Trương có thể chuyển sang ngày kia. Ủa là sao? Sếp đợi em một lát. Sếp cầm cái đi. Đi đâu? Thì đi coi mắt đấy ạ.